tản mạn cuối tuần, thứ bảy 20 tháng 7 2024. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa biết dồn nơi và khắp mọi nơi, con tri ân lòng thương xót Chúa từ bây giờ và đến muôn đời. Tản mạn cuối tuần, thứ bảy 20 tháng 7 2024. Tản mạn cuối tuần mến chào anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn một buổi chiều cuối tuần thật vui, ấm áp, đầm ấm bên bạn bè, người thân và gia đình. Và bên ly cà phê, tìm về bên đây cùng nhau, chơi với nhau. Bên ly cà phê trà sữa ngon lành, ve kêu hè sang trong nắng long lanh, say sưa đàn ca át tiếng mưa buồn. Mau mau về bên cà phê khát vọng, ấm áp tâm hồn tình thương mến thương. Muôn ly sầu vương đời luôn khát vọng, với trái tim hồng tràn lòng xót thương. Tìm về nơi đây cầm tay sánh vai, Chúa đi hơn căm giận dỗi u hoài. Như mùa mùa xuân hương sắc tươi xinh, trao nhau vòng tay thân ái chân tình. Mau mau về bên cà phê khát vọng, ấm áp tâm hồn tình thương mến thương. Buông đi sầu vương đời luôn khát vọng, với trái tim hồng tràn lòng xót thương. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, với ly cà phê mình có thể ngồi tản mạn với nhau. Mời bạn cho tôi ly cà phê. Cà phê khát vọng rất là hân hoan đón chào anh chị em và các bạn đến với chúng tôi từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Đến đó uống cà phê và cầu nguyện. Cầu nguyện khi nào buồn ngủ thì uống cà phê. Uống cà phê xong tỉnh rồi đến cầu nguyện. Đúng không con? Dạ đúng. Con tên là gì? Dạ con tên là Duy ạ. Duy phục vụ quán cà phê được bao nhiêu rồi? Dạ con phục vụ quán cà phê được 2 năm rồi. Được 2 năm rồi. Chia sẻ cho mọi người động cơ nào đưa Duy đến cà phê khát vọng. Dạ hồi đó thì là đang hè lớp 10 mà con thì bị dính vào game net, hay đi net nhiều. Rồi mẹ thì có quen bên nhóm khát vọng, thì mẹ cũng đi bác ái với nhóm nhiều lần. Thì mẹ thấy con đi như vậy thì mẹ rủ con đi chơi với nhóm. Thì đi được lần đầu tiên thì con về con cũng chưa cảm nhận được gì, cũng chưa thích lắm, cũng không muốn đi nữa. Lại vẫn tiếp tục đi net tiếp. Đi tiếp năm tiếp rồi sao? Lần thứ hai thì mẹ năn nỉ con đi thì con mới đi. Xong cái được gặp mấy anh ở trong nhóm chia sẻ rồi này nọ thì con thấy ở đây cũng vui nên là con xuống khát vọng với anh em. Còn hồi đó con học lớp mấy? Dạ ở đó là con mới học xong lớp 10. Bây giờ thì là tốt nghiệp lớp 12 rồi. Dạ vâng. Rồi thi đại học chưa? Dạ thì mới xong rồi cha. Thi mới xong. Rồi con tốt nghiệp con thi vào đại học gì? Dạ con thi vào đại học Y Buôn Ma Thuột. Y Buôn Ma Thuột. Rồi bây giờ thì nhập học lại? Dạ chắc cuối tháng 8 nha. Cuối tháng 8 vậy thì con lại phải chia tay cà phê khát vọng. Dạ. Sau 2 năm con ở với cà phê khát vọng, con cảm nhận được điều gì chia sẻ cho mọi người? Dạ sau 2 năm ở đây thì con biết sống tự lập, tự lo cho bản thân, không cần đến bố mẹ nữa. Và cũng biết
biết đến lòng thương xót và cầu nguyện chung với anh em ở đây. Con thấy từ trước đến giờ thì trong lòng của con thì luôn luôn là chỉ có game với net thôi. Nhưng mà từ khi đến đây đến giờ thì được cầu nguyện chung với anh em, thì con thấy được đi bác ái, những chuyện công tác bác ái thì con thấy có rất nhiều người còn khổ hơn mình. Người ta không có đồ ăn mà ăn, mà lại con lại dùng tiền đấy vào mấy thứ vô bổ, không có gì hết. Rồi, trước khi chia tay Cà Phê Khát Vọng, con có điều gì nhắn nhở với anh em không? Nhắn nhủ với các bạn, nhất là những bạn đang bị dính game internet, và đó là một căn bệnh dịch rất là ghê gớm. Bây giờ không những là người trẻ mà có khi cả người già, người lớn tuổi, có khi có những ông chồng bây giờ mê game hơn mê vợ. Rồi cả linh mục tu sĩ chúng tôi đôi khi cũng bị dính vào những cái đó chứ không phải là không. Con có điều gì nhắn nhủ mọi người mà nhờ đâu mà con là một người gọi là game net là chính, chúa mẹ là phụ. Vậy mà bây giờ con đã được biến đổi, chúa mẹ là chính còn game net bỏ luôn. Dạ, thì con muốn nói với mọi người là những thứ đó thì nó chỉ là ảo thôi, cũng không có thật ở ngoài đời. Nên là nếu ai còn nhỡ mà dính vào thì hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ nâng đỡ và giúp được bỏ được game, được net. Rồi, cảm ơn con. Rồi, về Bình An nhé, học dạ giỏi nhé. Rồi, nào vào rảnh chạy lên Cà Phê Khát Vọng chơi và phục vụ anh em nhé. Dạ vâng. Rồi, chào con. Thưa anh chị em và các bạn, một điều mà Duy vừa mới nói có lẽ cũng là một cái trăn trở của rất nhiều gia đình. Thưa cha, con bị nó mê game quá. Có khi 5-6 tuổi mê game rồi. Rồi đến 12-13 tuổi càng nặng hơn. Và có nhiều bạn sinh viên bây giờ cũng bị dính về cái tội mê game. Hở ra lấy game chơi. Mặc dù là vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh đấy, nhưng mà chỉ có biết game thôi. Ngoài việc đó, với game và net, một điều mà Duy mới nói là những thứ vô bổ và những thứ đó là ảo, không có thật. Mà làm sao để thoát được cái đó thì khởi đi bằng chuyện mà bắt đầu Duy không thích. Đi công tác bác ái chưa cảm nhận gì được hết, thậm chí là muốn về và muốn quay trở về đường xưa lối cũ là game và net. Ê thế mà rồi, đi chuyến thứ hai, thứ ba mới chợt thấy rằng là còn biết bao nhiêu người nghèo khổ, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Trong khi đó mình lại game net có tốn tiền không? Có ai cho chơi không không? Không. Đổ biết bao nhiêu tiền vào những cuộc chơi vô bổ và ảo, chả được cái gì. Chứ game đâu phải là mò rồi trúng thưởng rồi là có gì không? Chả có gì cả, thưởng cũng ảo thôi. Chẳng vỗ tay cũng là ảo thôi. Rồi vô net tìm đủ mọi thứ, mà đi đường chính thì ít, mà đi đường tà thì nhiều. Đi vào những ánh sáng thì chán, mà đi vào bóng tối lại khoái hơn. Những phim trắng thì không coi, coi phim đen. Thì thưa anh chị em và các bạn, hôm nay Duy chia sẻ cho chúng ta thấy một cái thực tế. Cả thế giới này dính vào cái game và net. Thay vì thực sự nó là con dao hai lưỡi. Có thể mình giải trí một tí, hay là mình dùng net để mình tra cứu học hỏi. Nhưng mà có thể là ít mà dùng cái đó để làm những chuyện vô bổ, ảo, mất tiền, mất thời giờ là chính. Có những người, có những đứa nó mê đến mức độ mà chỉ ngủ ban ngày và chơi ban đêm, đúng không? Và không ăn luôn. Ban ngày đi ngủ, xong rồi dậy ăn bữa, xong đi vô chơi suốt từ 8 giờ sáng, 8 giờ tối. Nó khủng khiếp như vậy, thưa anh chị em và các bạn. Nó như là ma túy vậy. Không bỏ được. Duy bảo, chỉ có lòng thương xót Chúa, quyền năng, sức mạnh lòng thương xót Chúa mới chiến thắng được, để các bạn ấy mới vươn lên được. Chứ nếu không, với tuổi của Duy, tuổi 17 bẻ gãy xương châu, mà tuổi mà gia đình đang là lo lắng vô cùng, tuổi mới lớn rồi, tuổi sắp bước vào trưởng thành, có những cái giai đoạn nó chuyển biến và nó khủng hoảng như vậy, mà nếu không có lòng thương xót Chúa, chắc chắn không cứu vãn được đâu, thưa anh chị em. Chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện người ta gọi là đừng bao giờ thảo luận với con lừa.
lãng phí thời giờ nhất đó là tranh cãi với những kẻ ngu ngốc và cuồng tín. Trước khi đó phải uống ly cà phê đã, nọ mãi nói rồi quên nhâm nhi cà phê khát vọng. Cái con lừa nó nói với con cọp là cỏ có màu xanh da trời. Con cọp nó trả lời với con lừa là không, cỏ có màu xanh lục. Cuộc thảo luận sôi nổi, không có ai nghe ai. Người thì nói cỏ màu xanh da trời, người thì nói cỏ màu xanh lục. Cả hai mới quyết định đi gặp sư tử là chúa sơn lâm để giải quyết vấn đề. Trước khi vào rừng gặp sư tử thì con lừa đã hét to lên: thưa ngài, có phải cỏ màu xanh lơ hay không? Con sư tử chúa sơn lâm trả lời: đúng vậy, cỏ màu xanh lơ. Con lừa lao tới nói tiếp: vậy mà con cọp nó không đồng ý, nó vừa mâu thuẫn, nó vừa làm phiền tôi, nó bảo là cỏ màu xanh lục. Xin ngài trừng phạt cái con cọp vì nó nói không đúng, nó làm phiền tôi quá. Vua sư tử tuyên bố: con cọp bị phạt 5 năm im lặng. Lừa vui vẻ nhảy lên tiếp tục vừa đi lặp lại: có màu xanh lơ, có màu xanh lơ, có màu xanh lơ. Con cọp mà chấp nhận hình phạt 5 năm im lặng. Nhưng cọp đến gặp sư tử và hỏi: tâu bệ hạ, sao bệ hạ lại trừng phạt thần cỏ màu xanh lục cơ mà? Các bạn, theo các bạn, cỏ màu xanh lục hay màu xanh lơ? Xanh lục hay xanh lơ? Xanh lục. Sao bệ hạ lại trừng phạt thần cỏ màu xanh lục mà? Con sư tử chúa sơn lâm trả lời: đúng, cỏ màu xanh lục. Con cọp hỏi: vậy tại sao ngài lại trừng phạt tôi khi tôi nói cỏ màu xanh lục là đúng rồi, mà con lừa nó bảo màu xanh lơ thì ngài lại bảo nó là đúng? Vua sơn lâm trả lời: trừng phạt không liên quan gì đến cỏ xanh lơ hay xanh lục. Hình phạt mà ta bắt ngươi 5 năm phải im lặng không phải là vì chuyện đúng sai trong cỏ xanh lơ xanh lục, mà trừng phạt vì ngươi là một sinh vật dũng cảm và thông minh như vậy. Một sinh vật dũng cảm và thông minh như ngươi mà lại lãng phí thời giờ vô ích để đi tranh cãi với con lừa. Thêm nữa, lại còn để con lừa nó đến nó làm phiền ta với câu hỏi ngu ngốc đó. Cỏ xanh lục là đương nhiên rồi, còn cãi cái gì xanh lơ làm cái gì? Đó, ngươi thấy tội của ngươi chưa? Ngươi là một người dũng cảm và thông minh như vậy mà lại đi tranh cãi với con lừa, là một cái con nó dốt, ta bảo là dốt như lừa. Tại sao lại mất thời giờ tranh cãi với nó? Cho nên, lãng phí thời giờ nhất là tranh cãi với những kẻ ngu ngốc và cuồng tín. Những kẻ không quan tâm đến sự thật hay hiện thực mà chỉ quan tâm đến chiến thắng của ảo tưởng và niềm tin của họ mà thôi. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, khi mà đọc qua câu chuyện đừng tranh cãi với con lừa, bạn nhớ đừng bao giờ lãng phí thời giờ với những lý lẽ vô nghĩa. Có những người, dù mà mình có đưa ra bằng chứng gì đi chăng nữa, thì họ cũng không thể hiểu được. Có những người lại bị mù quáng vì cái tôi, vì hận thù, vì oán ghét, vì ghen tị, vì đố kỵ, vì bất cứ điều gì họ muốn, thì điều đó vẫn là đúng dù là nó phi lý. Họ đã bảo đúng thì họ cứ cho là đúng, ai bảo sai kệ, họ cứ cho là đúng. Vì họ chủ quan, vì họ ngu dốt, vì họ là người cuồng tín. Cho nên chúng ta thấy bìa có những tôn giáo rõ ràng nó là cuồng tín, nhưng mà người ta vẫn cứ theo, không tranh cãi được với nó. Mình tranh cãi với nó loạn quạng, nó thịt mình luôn, có đúng không ạ? Và có những người nó dốt mà nó cứ cãi, mình cãi với nó, đôi khi nó điên lên, nó lại đấm cho vài cái. Và có nhiều người mà họ biết rằng họ sai, nhưng mà vì tự ái họ cũng chẳng chịu sửa.
Thế thì đừng mất thì giờ tranh cãi với những người ngu dốt, những người ngang bướng, những người cuồng tín làm cái gì. Họ muốn bảo đúng thì chuyện của họ, không bị dính dáng gì đến mình. Họ có bảo cỏ màu xanh lơ thì cỏ vẫn là màu xanh gì? Xanh lục mà. Đúng không? Họ có bảo trái đất ngưng quay thì trái đất ngưng quay, mà thực tế có quay không? Vẫn quay mà. Họ muốn nói gì nói. Tranh cãi làm gì mất thì giờ. Đừng tranh cãi làm gì mất thì giờ. Cũng có những người đến hay lý luận lý lẽ này, thưa cha, tại sao giáo lý thế này, tại sao kinh thánh thế này thế kia. Nếu mà họ thực tâm, họ muốn tìm hiểu thì mình đối thoại. Cắt nghĩa, còn họ chỉ muốn đến để tranh lý, để đấu lý, để cãi lý, để muốn chứng minh họ đúng, hoặc là để muốn khẳng định họ là người khôn ngoan, họ là người hiểu biết, họ là người nghiên cứu. Thì ông muốn nói sao được. Nói xong ông đi chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Mặt đất, mặt trời vẫn sáng, trái đất vẫn quay, tôi vẫn thở. Còn ông muốn nói gì thì ông cứ nói, được không? Thế cãi nhau làm gì cho nó mệt. Tại sao mình, tôi nói tại sao mình cứ cãi với nó làm gì, nó kệ nó đi. Một con không chịu được, mày không chịu được mày dở, đúng không? Cho nên là sư tử phạt con cọp 5 năm im lặng vì một người dũng cảm và khôn ngoan như vậy mà lại đi tranh cãi với một đứa dốt, một đứa ngang, đứa như con lừa. Phí thời giờ lại còn mất thời giờ của tao nữa, phạt mày là đúng. Cho nên sự im lặng đôi khi nó có giá trị hơn bao nhiêu lời nói. Chả cần nói nó làm gì, cãi. Nói gì nói, tí nó thôi, nó chán nó thôi. Rồi sao cứ để vậy, cứ để đi, nói chán nó thôi gì đâu mà. Nhưng lên mạng họ chửi bới sum. Mình hơi đâu mà đi tranh cãi với họ làm chí. Hơi đâu đi đính chính làm cái gì. Bạn đồng ý với tôi không? Bạn càng đính chính thì họ càng khoái, càng nói. Vì đấm vào không khí họ khó chịu lắm. Nhưng mà đấm vào một cái bao cát, pup. Đã không? Đã chứ. Nó có đối tượng để đấm. Còn đấm vào khoảng không, đấm mấy cái thì hụt hẫng như làm gì, đấm mãi chán thôi. Họ muốn nói gì nói xấu cũng được, mà nói tốt cũng được, nói hay cũng được, nói dở cũng được. Nói gì nói, chẳng bận tâm. Cho nên có những người nhắn lại tôi bao nhiêu tin tôi chả bao giờ trả lời. Muốn nói gì nói mà. Họ muốn cho họ đúng thì cứ để họ đúng đi. Mình có nói họ sai họ có chịu không? Họ có chịu không? Vậy nói làm gì? Cho họ hỏi mình như vậy có đúng hay không. Chưa chắc tôi đã trả lời đúng hay không. Tại vì câu trả lời của họ là muốn mình trả lời theo họ. Nhà thấy vậy được không? Là chỉ có nói được thì chứ nói không là không bao giờ họ chịu. Vậy mà gọi cho thấy được không? Giống như các đoàn hát xong bảo cho thấy hát hay không cha. Có dám trả lời không không? Mai mình không ra hát lễ nữa rồi. Hay là họ muốn hay thì là hay vậy thôi. Nghĩa là với những người mà họ có thành kiến với mình, họ đố kỵ với mình thì nói thế nào được. Thấy trước mắt họ vẫn không tin mà. Cho nên khi nói về lòng thương xót Chúa cũng vậy. Có những người họ thấy rõ ràng thực sự là như thế, là ơn lành, là những quyền năng lòng thương xót Chúa đang thể hiện, là người ta được ơn, người ta được hoán cải, người ta được chữa lành. Họ thấy rành rành nhưng họ vẫn không tin. Mình cứ nói mấy họ cũng không tin, thôi kệ họ đi. Không tin thôi, nhưng bắt họ tin chi? Phải không? Kệ họ đi. Rồi có một lúc nào đó ung thư thời kỳ cuối rồi biết thì lên gì đó. Rồi có biết chạy đến lòng thương Chúa không biết lên gì. Lúc anh bị phá sản anh mới biết. Vì anh đang tiền rủng rỉnh nói là lòng thương Chúa mà chuyện của tôi rồi làm gì mà có. Cho nên thôi, chúng ta để kệ họ đi. Mình quay về với chuyện nối tiếp hôm qua. Hôm qua ta đang nói chuyện gì còn nhớ? Nói cái gì? Cơn mưa bất ngờ. Virginia ngày 14 tháng 7 năm 2024. Sau khi nghe đêm diễn nguyện 13 tháng 7 vừa qua với tựa đề Cơn mưa bất ngờ mà con cũng thật bất ngờ. Vì mới nghe tháng trước cha nói trong tháng 7 này không có tiết mục nào cả. Vậy mà cha cũng tạo ra một bất ngờ cho mọi người thưởng thức. Tuy khách không đến dự đông như những lần trước vì quá bất ngờ, nhưng biết bao nhiêu người trên thế giới này đã, đang và sẽ xem cũng cho thấy rất bất ngờ bởi buổi diễn nguyện này. Cha không soạn thảo trước nhưng cũng thật tuyệt vời với chủ đề hát về mẹ Fatima trong cơn mưa bất ngờ.
Không biết sao, mỗi lần hát về mẹ, lúc nào con cũng cảm động. Mấy anh chị tín thác và khát vọng tuy là cây nhà lá vườn, nhưng hát cũng không thua ca sĩ đâu. Vì họ hát với tâm hồn, chứ không phải hát bằng kỹ thuật. Theo cảm nhận của con, qua mỗi chương trình, con thấy sự thay đổi rõ ràng hơn, hát hay hơn, có kinh nghiệm hơn. Đã vậy còn có một MC dẫn dắt chương trình xuyên suốt với chủ đề. Cha đã giới thiệu ca khúc này đến ca khúc khác, là hát liên khúc nhưng hay và vui nhộn, làm cho chương trình thêm sôi động. Kỳ này cha thay đổi vỗ tay thành vỗ miệng, thấy cũng mắc cười. Hai đứa con của con hỏi, sao cha lại vỗ miệng, nhìn giống như phong tục của người da đỏ. Con cười nói cha thay đổi cho khác chút xíu để đỡ chán. Thay vì vỗ tay thì mình vỗ miệng. Cha muốn tạo một sự vui nhộn bất ngờ. Trong chương trình có hai câu chuyện. Thứ nhất là của chị Tâm U70. Chị có giọng hát giống thật như ca sĩ Thái Thành. Nhưng chuyện tình của chị nghe cảm động quá, thật chan nan. Và cuối cùng chị vẫn cứu được một linh hồn. Tất cả đều nhờ hồng ân của chú và mẹ. Còn bất ngờ thứ hai là chị Hồng Thơm đang chữa bệnh ung thư thời kỳ cuối mà vẫn không ngại trốn viện để đến đem lời ca tiếng hát góp vui cho chương trình. Con thật ngưỡng mộ chị. Con vẫn xác tín một điều là mỗi việc Chúa đều gìn giữ và xếp đặt cho chúng ta. Nguyện xin Chúa và mẹ luôn đồng hành với cha và tất cả anh em khát vọng tín thác trong mọi sự bình an, trong lòng thương xót của Chúa. Con Maria Hương Nguyễn đang sống tại Hoa Kỳ. Tách tách tách, từng giọt mưa rơi xuống cùng với không khí xa lạnh khiến con người ta nhớ về những kỷ niệm đã qua. Mỗi lần cơn mưa ngang qua, con lại được dịp hồi tưởng lại những khoảnh khắc trong đời. Mưa không chỉ đơn thuần là mưa, mà còn là tuổi thơ, là hồi ức, là cả một đời người. Đêm diễn nguyện cơn mưa bất ngờ đã đọng lại trong con nhiều dư âm sâu sắc. Khác biệt với những lần trước, buổi diễn nguyện lấy sự trầm lắng và nhẹ nhàng làm chủ đạo. Bởi mỗi lần nhắc về mưa, mấy ai cảm thấy vui đâu bao giờ. Mưa luôn khoác lên mình nét thơ mộng, làm lòng người có cơ hội để suy tư nghĩ ngợi. Mỗi lần mưa đến, bầu trời sẽ dần dần chuyển đen, gió cũng ngày càng mạnh hơn. Tuy nhiên, đôi lúc cũng xuất hiện những cơn mưa bất ngờ. Khi trời vẫn đang trong lành, thì bỗng nhiên mưa lại ào xuống, làm người ta không kịp trở tay. Cuộc sống luôn xoay chuyển. Chúa có thể gửi biến cố đến một cách bất ngờ mà ta không thể biết trước. Chính những lúc bất ngờ ấy, ta thường trách móc, thất vọng vì Chúa làm trái ý ta. Thế nhưng qua sự cố bất ngờ như vậy, Chúa sẽ bồi đắp thêm đức tin và lòng cậy trông mạnh mẽ để ta biết làm điều đẹp lòng Ngài hơn. Mọi thứ trong buổi diễn cũng đều bất ngờ. Cách tổ chức cũng bất ngờ. Những bài hát nối đuôi nhau cũng bất ngờ. Từng nhân chứng cho lòng thương xót cũng bất ngờ. Tràng pháo miệng vang lên cũng bất ngờ. Cuộc đời là thế, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Hiện nay lại có một số người muốn biết trước tương lai. Họ tìm đến bói toán, tìm đến thần số học, tìm đến tiên tri giả với mong muốn có thể ứng phó với vô vàn bất ngờ sắp tới. Tuy nhiên, họ lại không nhận ra sự vô lý hoang đường của hoạt động này. Để rồi khi tỉnh ngộ, họ bất ngờ khi không còn gì trong tay. Buổi diễn nguyện bắt đầu với bài hát Năm Xưa Trên Cây Sồi. Mọi người đều thinh lặng hướng về mẹ Fatima. Ôi, mẹ đẹp quá! Và mẹ còn đẹp hơn qua lời ca tôn vinh của đoàn con đang tụ họp nơi đây. Mẹ là người lãnh nhận nhiều sự bất ngờ nhất đến từ Thiên Chúa. Bỗng một ngày, nghe tin mình có thai trong khi việc đó không thể xảy ra, ai tin được? Ròng rã suốt
30 năm trời, mẹ nuôi nấng và dạy bảo đứa con của mình, người được mệnh danh là con Thiên Chúa, mà sao chẳng thấy điều gì diễn ra được. Chẳng thấy gì diễn ra là con Thiên Chúa cả. Thậm chí còn phải trốn sang Ai Cập. Rồi đến một ngày kia, mẹ chứng kiến đứa con yêu dấu của mình chút hơi thở cuối cùng đau đớn trên thập giá. Lòng mẹ tan nát khổ đau. Trải qua nhiều biến cố dồn dập như vậy, đầy những bất ngờ, nhưng mẹ vẫn luôn đón nhận và xin vâng theo thánh ý của Chúa. Đó là cách ứng phó trước những bất ngờ xảy ra trong cuộc sống mà mỗi người chúng ta cần noi theo gương mẹ. Lần này có rất nhiều nhân chứng sống động của lòng thương xót. Đầu tiên là một mối tình kéo dài 2 thế kỷ. Chàng trai vẫn luôn theo đuổi cô gái bất kể ngày nắng hay mưa, thật tuyệt vời làm sao. Đây là chuyện tình chất chứa lòng thương xót. Khi chàng trai trong câu chuyện có thể liên tưởng đến Chúa Giêsu, người vẫn luôn theo đuổi và đợi chờ chúng ta quay về, bất kể ta có tội lỗi làm phiền lòng Chúa bao nhiêu. Dù ta có thờ ơ lạnh nhạt thì Chúa vẫn dang rộng vòng tay kiên nhẫn chờ ta trở về. Hình ảnh đẹp tiếp theo mà con thấy được là khoảnh khắc gặp gỡ giữa người mẹ 21 năm ròng rã nuôi đứa con bại não. Không thể nói, không thể đi. Điều gì giúp người mẹ vượt qua khó khăn ấy? Tiền bạc ư? Danh lợi ư? Không, đó là tình yêu. Chỉ khi có tình yêu, có lòng thương xót thì người mẹ ấy mới có thể bao dung và yêu thương con của mình, dù nó có như thế nào chăng nữa. Mẹ Maria cũng thế. Mẹ luôn kề bên và dạy bảo chúng ta theo đường lối của Chúa. Mẹ dùng sự cảm thông và nhẫn nại để cảm hóa từng tâm hồn chai sạn, từng đứa con cứng đầu nghịch ngợm. Thử hỏi, chúng ta đã được yêu như thế thì cớ gì mà không cho phép bản thân mình đắm chìm vào biển tình của lòng thương xót và đưa tay nắm lấy bàn tay của Chúa và mẹ để mỗi bước đi đều là những dấu chân yêu thương. Ta mang yêu thương đến với mọi người, ta gieo yêu thương và ta sẽ gặt được thương yêu. Nếu hành trình lòng thương xót là một cơn mưa bất ngờ, thì dù biết sẽ có lúc cảm lạnh, có lúc chênh vênh, có lúc té ngã, nhưng con nguyện đắm chìm mãi trong cơn mưa ấy, một lần, hai lần hay hàng vạn lần nữa. Qua những sự bất ngờ Chúa gửi đến trong cuộc đời con, xin Chúa hãy bồi đắp thêm đức tin và lòng tin thác, để con lấy sự khó ấy là bài học, là bước đệm giúp con khôn ngoan và mạnh mẽ hơn, chứ không là cái cớ để con sa ngã mà rời xa vòng tay ấm áp của Chúa và mẹ. Con Ngọc Khuê thiện nguyện tín thác. Mưa là một điều gì đó làm lòng con người ta chùn lại, suy tư hơn, chậm rãi hơn. Có nhiều người không thích mưa vì mưa làm đường phố trơn trượt, buôn bán ê ẩm, làm con người ta ướt áo. Con cũng đã từng có suy nghĩ như thế, cho đến khi cơn mưa hồng ân đổ xuống cuộc đời con vào năm 20 tuổi. Kể từ khi lòng thương xót Chúa sờ chạm đến trái tim con, mời gọi con bước đi trên hành trình này, cũng là lúc con biết mình sẽ bị ướt, sẽ có lúc cảm lạnh, mình sẽ phải đi qua những cơn giông, mình sẽ phải sẵn sàng và luôn xin vâng với những mùa mưa hồng ân không ngừng tuôn đổ. Giờ đây, đối với con, mưa mang một nét đẹp thầm kín. Mưa không hẳn là một điều gì đó sầu não tột cùng, mà mưa làm cho con được chậm lại, làm cho tâm trí được gột rửa những phiền muộn để nhìn ngắm những giọt mưa rơi, rơi không ngừng, rồi lại hòa tan, thấm nhuần xuống đất. Từ đó mà sự sống triền nở. Cho nên mưa cũng rất đẹp mà, phải không? Có một câu nói mà con rất thích: đi qua những ngày mưa, ta mới thêm yêu những ngày nắng. Đi qua những ngày mưa, ta mới thêm yêu những ngày nắng. Phải trải qua những giông bão trong cuộc đời
phải chấp nhận được tưới gọi thì con người ta mới trở nên kiên cường, trưởng thành hơn để trân quý, nâng niu những ngày nắng đẹp. Mà nếu cuộc đời chỉ toàn mùa nắng, thì sự cằn cỗi, khô héo có thể chiếm lĩnh trái tim, làm tâm hồn chẳng thể nảy nở, cuộc sống chẳng thể sinh hoa kết trái. Vì vậy mà Kinh Thánh có nói, khi mảnh đất nào được thấm mưa thường xuyên đổ xuống và sinh ra những loại cây có ích cho người canh tác, thì mảnh đất ấy nhận được phúc lành của Thiên Chúa. Đêm diễn nguyện cơn mưa bất ngờ đã cho con được dịp đắm chìm lại những mùa mưa mà lòng thương xót Chúa tưới gội trên hành trình cuộc đời con, đồng thời cũng đưa con được quay ngược dòng thời gian để chiêm ngắm cuộc đời của Đức Mẹ từ Nazareth đến Golgotha. Khi nghe cha chia sẻ về hai từ bất ngờ của những cơn mưa đã đổ xuống cuộc đời mẹ, trong lòng con dường như đã xuất hiện một cơn mưa rào lướt ngang qua. Con cảm tưởng như bản thân mình đang đứng dưới cơn mưa năm xưa, chứng kiến cảnh sứ thần truyền tin, mẹ ngồi đó đón nhận cơn mưa bất ngờ ấy một cách phó thác. Quả thật, nếu như con ở trong hoàn cảnh của mẹ, liệu con có dám để cho trái tim mình bị ướt hay không? Liệu con có dám để cho cơn mưa bất ngờ ấy tuôn đổ xuống cuộc đời của con như mẹ đã đón nhận hay không? Chắc là không rồi. Vì con sợ bị ướt, con sợ bị cảm lạnh, sợ nẻo đường trơn trượt có thể làm con vấp té. Thế mà mẹ đã đi qua mấy mùa mưa rồi. Không chỉ có hai mùa mưa, mà là rất nhiều mùa mưa. Không chỉ có mưa rừng, mưa trên phố Huế, mà có thêm cả mưa trong lòng, mưa trong tim, mỗi khi Chúa gửi đến mẹ biết bao bất ngờ. Mẹ không cố gắng đi kiếm cho riêng mình một nơi trú ẩn tạm bợ. Mẹ không chạy trốn cơn mưa, và mẹ cũng không cầu xin Chúa hãy ngừng tuôn đổ những cơn mưa giá lạnh đi ngang cuộc đời của mẹ. Tất cả những gì mẹ làm là khiêm nhường, là xin vâng, là tín thác. Đêm diễn ra như một thước phim. Con ngồi xem và cảm nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quá nhiều điều con chẳng thể ngờ trước được. Khi cô Hồng Thơm lên chia sẻ, con mới biết là cô bị bệnh ung thư. Thật lòng mà nói, lúc cô cất tiếng hát, con cứ nghĩ cô là một con người hoàn toàn khỏe mạnh như bao người khác, đến góp giọng cho chương trình. Giọng hát cô thanh cao, dịu êm, cộng thêm ca từ lãng mạn của bài hát Mưa trên phố Huế, làm con cảm giác như bản thân mình đang lướt thướt đi trên vỉa hè, tay cầm chiếc ô, ngắm nhìn những giọt mưa ngâu tháng 7 nơi xứ Huế mộng mơ. Thật là bất ngờ quá đỗi. Cô Thơm cũng đang phải đi qua cơn mưa của cuộc đời cô, không phải là mưa rào nữa, mà có lẽ là mưa dông. Con tin chắc rằng Chúa cũng đang đi dưới mưa với cô, một tay Ngài che ô cho cô, một tay Ngài dìu cô bước. Vì thế mà cô mới đứng đây trên sân khấu Cà Phê Khát Vọng Lòng Thương Xót với một nét mặt vui tươi, không chút thất vọng, chán chường, để mang tiếng hát của mình chạm đến trái tim của nhiều người đang chán nản, u sầu vì cơn mưa cuộc đời họ. Đặc sản của Khát Vọng Lòng Thương Xót trong bất kỳ đêm diễn nguyện nào có lẽ là những vị khách bất ngờ. Một bà cụ bán ve chai và một bạn bại não, hai cơn mưa đã ghé ngang Khát Vọng Lòng Thương Xót. Con tự hỏi, liệu cuộc đời họ có được chút nắng ấm nào không? Liệu cuộc đời họ có được chút nắng ấm nào không? Và con đã có cho mình câu trả lời khi ngước nhìn lên dòng thác, chạm phải ánh mắt, bắt được nụ cười của Giê-xu. Đẹp thay lòng thương xót của người giữa buổi gian truân, khác chi mây trời đổ mưa thời nắng hạn. Huân ca chương 35 câu 24. Đẹp thay lòng thương xót của người giữa buổi gian truân, khác chi mây trời đổ mưa thời nắng hạn.
Chúa tưới gội những tâm hồn khô cằn sỏi đá. Ngài sưởi ấm những cõi lòng giá buốt đơn côi. Chỉ cần có lòng thương xót, dù cho có đi qua bao mùa mưa nắng, lòng con sẽ luôn nhẹ gánh vì đã có Chúa cùng đi. Một đêm diễn được chuẩn bị trong vòng 2 ngày. Chả biết trước được điều gì sẽ đến, không thể đoán trước được cái gì sẽ diễn ra nếu như mình không dám làm thử, dám làm và dám tín thác. Các cô chú ở quán có lẽ cũng đã cảm nhận cơn mưa bất ngờ là như thế nào. Một đêm diễn nguyện chuẩn bị trong 2 ngày mà mọi thứ lại chỉn chu đâu vào đó như đã lên kế hoạch sắp xếp trước 2 tháng. Lần này con lại ấn tượng với ca khúc Mẹ là bóng mát, với hình ảnh các cô trong tà áo dài màu xanh ngọc thướt tha cùng với chiếc nón lá và những điệu múa nhịp nhàng. Còn thích nhất câu hát: dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm sâu, mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về, mẹ mãi chờ che. Chắc hẳn mẹ đã kinh nghiệm những cơn mưa chợt đến và chợt đi, đã cảm thấu những cái nắng gắt ban trưa như thiêu như đốt trong suốt cuộc đời của mẹ. Nên mẹ mới nguyện làm bóng mát che chở đàn con thơ, này cũng đã, đang và sẽ phải đón nhận bao mùa mưa nắng mà lòng thương xót gửi đến. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha, các cô chú thân hữu khát vọng. Các bạn khát vọng đã phục vụ âm thầm để đêm diễn nguyện cơn mưa bất ngờ diễn ra thành công tốt đẹp. Nguyện xin mưa hồng ân sẽ mãi tuôn tràn trên Cha và đại gia đình lòng thương xót. Nguyện xin mẹ Maria che chở, gìn giữ đàn con, sẽ luôn biết khiêm nhường, luôn biết tín thác. Và quan trọng hơn hết là sẽ luôn đón nhận bất kỳ cơn mưa bất chợt nào ghé ngang cuộc đời mỗi người. Ôi, đẹp làm sao những cơn mưa bất ngờ. Con Hà My thiện nguyện tín thác. Đêm diễn nguyện chủ đề cơn mưa bất ngờ 13 tháng 7 2024 tại cà phê Khát vọng lòng thương xót. Con có từng hỏi một người, vì sao người ta lại có kỷ niệm với mưa nhiều hơn kỷ niệm dưới trời nắng? Người ấy trả lời con, vì dưới mưa rất thơ mộng, có không gian tĩnh lặng. Bản thân con cũng từng có những kỷ niệm dưới trời mưa, buồn cũng có mà vui cũng có. Thời gian sẽ làm mờ dần những kỷ niệm. Chỉ khi kỷ niệm đó khắc sâu trong tâm khảm thì không điều gì có thể làm nó tan biến. Nhưng những cơn mưa bất ngờ ập đến, những khung cảnh đó, hàng cây đó, cảnh tượng đó làm con hồi tưởng lại ký ức tưởng chừng con đã quên được, làm con lại bị trùng xuống một nhịp. Có thể với nhiều người họ sẽ rất thích mưa, nhưng với con, những cơn mưa bất ngờ ập đến thì con rất ghét, vì chúng làm phiền, vì làm ướt đồ, kẹt xe đường trơn. À, thế nhưng cuộc sống luôn là thế, bất ngờ này liên tiếp bất ngờ khác, cứ thế mà bước qua cuộc sống của con, cũng như mẹ Maria vậy. Bình thường, mẹ sẽ đứng một góc ở chân tháp nước, như chúng con vẫn nhìn thấy khi đến sân khấu Khát vọng lòng thương xót. Chúng con vẫn luôn nhờ mẹ đến với Chúa. Nhưng hôm nay, có bàn tay nào đó đã rời mẹ để mẹ đứng ở vị trí khác. Dưới chân mẹ lại được đặt những bông hồng đỏ rất xinh và mỹ miều, làm tôn lên vẻ đẹp hiền lành, nhân từ, trong sáng và thánh thiện của mẹ. Mẹ xứng đáng được nhiều hơn như thế chứ. Nhưng mẹ vẫn đơn sơ và khiêm tốn, vì mẹ là mẹ, mẹ là mẹ Thiên Chúa, và mẹ là mẹ của chúng sanh. Ngước nhìn lên mẹ đứng ở vị trí mới, tâm hồn con cảm thấy thanh thản cách bất ngờ. Bắt đầu chương trình,
mọi người cùng đứng lên hát bài Năm Xưa Trên Cư Sỏi. Đúng vào ngày 13 hàng tháng, quán cà phê Khát Vọng luôn thực hiện buổi trao gạo cho bà con khó khăn và tổ chức chương trình ca nguyện kỷ niệm ngày mẹ hiện ra tại Fatima. Con tự hỏi, làm sao mẹ có thể nói tiếng xin vâng khi một điều bất ngờ đến với mẹ mà lại là một việc rất trọng đại đối với một người phụ nữ mang thai khi chưa về nhà chồng. Không ai được như mẹ. Mẹ tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mẹ sẵn sàng vâng theo thánh ý bất ngờ mà Chúa Cha ban cho mẹ là sẽ hạ sinh một bé trai. Và người ấy lại là con của Thiên Chúa. Một sứ mệnh rất cao cả. Xin mẹ cho con học cách tiếp nhận những bất ngờ, cũng như học cách chấp nhận những bất ngờ ấy trong cuộc sống của con, để con được như mẹ biết xin vâng, để con có được bình an trước mọi bất ngờ như mẹ. Tình yêu của con, tình yêu con của một người mẹ ở trần gian cũng rất to lớn. Một người mẹ chăm một đứa con bị bại não suốt 21 năm trời. Ở đâu và điều gì mà người mẹ ấy có thể kiên nhẫn và thương yêu con của mình đến như vậy? Tự hỏi rằng, nếu bản thân con là người mẹ đó thì con sẽ như thế nào? Con có đủ can đảm và mạnh mẽ giống như người mẹ đó hay không? Ôi, tình mẫu tử thật thiêng liêng cao quý. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Ốm đau là thế, bệnh tật là thế, nhưng cô Hồng Thơm vẫn leo rào khỏi bệnh viện để đến góp một bài hát trong đêm diễn nguyện. Căn bệnh ung thư quái ác bất ngờ đến với cô và kéo dài đến bây giờ đã là giai đoạn 3. Đang trong đợt hóa trị, có thể sức khỏe cô đã yếu đi nhiều. Nhưng khi cô hát, con cảm thấy được một sự mạnh mẽ bất ngờ bên trong của cô ấy. Bài hát Mưa Trên Phố Huế với giọng hát ngọt ngào và thơ mộng làm cho con có cảm giác đang đi trên con đường ở Huế trong cơn mưa chiều buồn nhẹ. Miệng vẫn nở nụ cười, lòng tin thác vào Chúa thì quá đỗi to lớn. Cô ấy đã biết chấp nhận bất ngờ, chấp nhận những bất ngờ với niềm vui chứ không phải là nỗi lo lắng và sợ hãi. Vì nhiều người khi nhận được kết quả khám sức khỏe là ung thư thời kỳ 1 hay thời kỳ cuối đều bị sốc, bị gục ngã, bị mất hết tinh thần, bị suy sụp. Thế nhưng cô này thì không. Cô chấp nhận những bất ngờ ấy với niềm tin thác. Còn sẽ cầu nguyện thêm cho cô mau khỏe lại nhé, để làm chứng cho quyền năng lòng Chúa thương xót. 2 năm, 3 năm, đối với con là dài rồi. Nhưng để một người kiên trì suốt 20 năm lại là một điều rất bất ngờ. 20 năm chỉ để chờ đợi một tình yêu, và sự kiên trì đó đã được đền đáp bởi tình yêu mặn nồng. Tưởng ngỡ tình yêu ấy sẽ kéo dài, nhưng chỉ 10 năm tình yêu đó đã kết thúc tại trần gian này. Một người đi, một người ở lại. Nhưng con chắc rằng trái tim của hai người vẫn còn sợi chỉ liên kết với nhau. Ở một góc nào đó trong con tim họ vẫn luôn tồn tại hình ảnh của người mình yêu. Còn Chúa Giêsu, người ở thế gian 33 năm cũng chỉ vì yêu chúng ta đấy thôi. Một tình yêu to lớn và đáng ngưỡng mộ. Chúa luôn yêu thương chúng con cách bất ngờ, hy sinh cách bất ngờ, nhiều phép lạ bất ngờ và nhất là sự chịu đựng bất ngờ. Nhưng chúng con lại dửng dưng với những bất ngờ đó. Liệu con có xứng đáng với những điều bất ngờ mà Chúa cho con hay không? Thế là đã trôi qua gần 3 tiếng đồng hồ. Xuyên suốt chương trình, trông con không giống như những chương trình diễn nguyện trước đó, mà lần này con tĩnh lặng hơn.
có thể nhận thấy được sự thay đổi rất nhiều từ cô chú, từ trang phục đến giọng hát và cách trình diễn. Các cô chú đối với con là những người siêu dễ thương và ấm áp, bởi vì chúng ta đã là một gia đình. Các cô chú yêu thương và quan tâm tụi con thực sự giống như những đứa con trong nhà, và con cảm nhận được điều đó. Từng góc nhỏ của chương trình đều được chăm chút rất kỹ lưỡng, mặc dù thời gian chuẩn bị cho chương trình chỉ vỏn vẹn có 2 ngày. Chúa toàn mang những điều bất ngờ đến với cuộc sống của con. Những điều tốt đẹp thì con đón nhận, còn những điều phiền toái thì con quăng nó sang một bên. Nhưng biết đâu đó là điều Chúa muốn cho con học hỏi, cho con trải nghiệm, cho con cảm nhận mà con lại không nhận ra. Xin cho con biết chấp nhận và đón nhận những bất ngờ đến với con. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha các cô chú anh chị đã làm cho chương trình Tưởng Không Ngờ mà Bất Ngờ Không Tưởng. Tưởng không hay mà lại hay không tưởng. Con Phạm Thị Kim Anh, thiện nguyện Tín Thác. Tìm về nơi đây cùng nhau sẽ chia gian nan ngày qua lầm lỗi trong đời, như mây bèo trôi trong gió chơi vơi, giang tay dìu nhau hơi bến an bình, mau mau về bên cà phê khát vọng ấm áp tâm hồn tình thương mến thương. Buông đi sầu vương đời luôn khát vọng, với trái tim hồng tràn lòng xót thương. Tìm về nơi đây cùng nhau khấn xin nhân gian bình an hạnh phúc vui vầy, câu kinh nhẹ bay bên nến lung linh, mong sao giọt thương giọt xót đong đầy. Mau mau về bên cà phê khát vọng ấm áp tâm hồn tình thương mến thương. Buông đi sầu vương đời luôn khát vọng, với trái tim hồng tràn lòng xót thương.